chụp nó đâu có giật. Nè. Ừ, quay nó đi giật. Nè, vậy nó thấy nè. Ừ. Quay nó giật, cái là chụp nó dính lên. Ngộ trời, chết biết bao lâu rồi sao còn giật trời. Thiệt cái ghê đi, em biết tưởng. Trong kìa. Coi kìa, trong thao nước nữa kìa. Ba lá. Thôi, cười vậy bà. Bỏ tài thì chơi. Thiệt thấy ghê, nhìn thấy nè, nhìn thấy. Ngộ trời. Đăng lên luôn. Mua đâu chưa? Mới mua về đó. À, mới mua về. Là châu mằng của ai mằng? Ở ngoài á, cây gì á. À, của Phúc nhà của Tấm Lê đó hả? Ừ. Phải không bà? Ừ. Bà trời vậy mà đáng lẽ chết lâu mới phải đó trời, sao ngủ vậy? Thạch châu này bà con cô bác ơi, gái ăn nhiều nhiều vô nha bà con cô bác. Thật quá. Kìa ông nội nhìn thấy ghê thiệt, cái trong thao nước nó cũng giật 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 giật. Anh đừng nhúng nhích thao nước, tao đang nói là giật. Cái nhúng nhích gì? Giờ thấy ghê à. Bây giờ tôi đâu ăn gì đâu, ai thích ăn thịt trâu. À. Vì con ếch mần rồi ha, bỏ cái đầu nó nhảy nó cầm rồi, nó chị, nhảy đó. Con ếch là chị không nói. Ừ. Chỗ này chị mà nghe ấy được gì? Mua từ sáng tới giờ mà bỏ nó cũng giật giật hoài chơi ngộ vậy chị. Để thấy lưu phải quay đi bao nhiêu mà nó hết vậy. Tới chiều á, tới ủa tới trưa hồi nãy tao có rồi sao kỳ vậy trời. Ê nãy ông bỏ một thịt ra nó có giật không? Không. Con sắt nó mới giật hả? Ừ. Ê bỏ cho thao nước mà còn giật. Ăn nắng lên em nắng lên. Thao nước mà còn bị giật nữa nè. Ôi trời mệt quá. Nãy ăn được à. Chết thì giật nguyên thao luôn bảy ơi. Giấy đi. Lỡ mua rồi. Giờ sao? Không lỡ thôi bây giờ dục cũng tội. Dục cũng tội, ăn mẹ đi. Chết chóc gì đâu, người ta ăn được mình được mà, nguyên con trâu mà. Ăn đi cho nó siêu thôi. Giật càng nhiều luôn á. Ừ, càng ngày càng giật luôn rồi bà ấy. Bãi này đâu ai tin ha. Mua đâu chưa? Mới mua về đó.